Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Bên Cô Thành và Ốc. Ngày hôm nay mình sẽ cùng Ốc trở thành những siêu trộm. Lên đồ Ốc ơi. Đây rồi. Lên đồ nhưng mà nó đang bị mất. Đấy, em này là người ta nhìn thấy mặt của em đấy. Và video này chỉ là mang tính chất giải trí chơi cho vui nhá. Ngoài đời mà các bạn đi làm này thôi xong cảnh sát cho các bạn vào tù đấy. Đúng, mình chơi game để giải trí và vui vẻ thôi nhá. Không sao đâu các bạn đây. Ok, còn bây giờ nút like video, đăng ký kênh và xem quảng cáo nhé. Còn bây giờ đi thôi. Rồi và nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta là đi trộm ở một cái cánh đồng ngô. Đúng rồi. Nhiệm vụ là kiếm được 150.000 đô các bạn ạ. Vườn ngô này chắc là đi bẻ ngô hả? Đúng rồi, vào đi. Vào đi. Xem có phải bẻ ngô không? À bật được đèn pin này ông ơi, em đâu? Ôi giời. Ốc xì đen đen xì xì luôn. Rồi, trong game em che mặt này là rất là kín. Và đây là xe của tụi mình. Xe, chiếc xe rất là đen xì thì mình gọi là ngụy trang trong bóng tối, không ai nhận ra được. Đấy. Đúng, hợp lý. Bây giờ là bật đèn đi kiểm tra xem nào. Ôi, có người canh gác ấy các bạn ơi. Có người luôn. Anh Bê Quy Thánh ơi, trong nhà kho này có laser. Ôi, lấy được căn ga này. Mỗi ca này trị giá là 100 đô ốc ạ. Ui, thế á? Đấy, sao em không lấy, em trộm em quê thật. Lấy đi. Lấy ấn phím thì lấy. Ấn phím E để lấy. Ừ. Mình có ra trộm ngô đúng không nhỉ? Trộm ngô về nướng, về luộc. Mời các bạn fan ăn. Bây giờ mình có 300 đô rồi. Không lấy được trộm ngô các bạn ơi. Phải lấy cái gì có giá trị chứ ai đi lấy ngô nhỉ? Đâu rồi, ốc đời em đâu rồi? Đây này, căn xăng vẫn còn mà. Em lủi đằng sau này rồi. Lủi đằng sau rồi hả? Ui, sợ lắm. Cẩn thận bị phát hiện nha, có người canh gác ở đây đấy nha. Mình nên đi vào trong ruộng cỏ á. Ủa ơi. Trong nhà máy này còn có laser quét. Nếu mình đi vào không cẩn thận là mình sẽ bị gọi là laser. Có người đến, có người đến. Cẩn thận bị phát người hiện. Người ta cảnh báo nguy hiểm cho mình. Em lủi sâu vào ruộng cỏ rồi. Ở trong nhà kia không biết cất gì có laser, anh nghĩ là có rất nhiều vàng bạc đấy. Mình vào đấy nhưng không cẩn thận laser quẹt vào người là mình sẽ hy sinh nha các bạn. À thế à? Chứ rồi, nhưng bây giờ em lủi vào đây sâu quá rồi, Bê Quy Thánh ơi. Đây này, đây người canh gác gì mặc đồ ui. Mặc đồ đen trông như trộm giống mình luôn. Đây đi ra đây, đi ra đây. Đi nhanh 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 nhanh. Anh đây này. Ui giời ơi, em lủi kín thế không? Lùi kín quá bây giờ không đây 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 đâu. Ôi giời ơi, đây đi theo anh này. Đấy đúng rồi, đi thẳng ra, từ chết rồi, anh cũng bị lú theo em rồi. Hỏng rồi. Đây là tìm em đây, em đi đâu đấy ốc? Em đi ra đường lớn này, bị đi trộm, bị lạc trong cái đồng lúa. Ui đây đợi. Đừng phát hiện ra tôi, rẽ đi. Qua phải ốc ơi, qua phải đây. Ui kìa, nói nó có súng, nó có súng. Nó có súng ấy, cẩn thận đấy. Lùi vào trong lùm. Đây là như là ruộng lúa mạch đó các bạn ạ. Rồi đi ra. Ui. Phô mai, lấy phô mai. Lấy phô mai. Lấy. Eo ơi, 2.000 bây giờ mới có gần 3.000 đô. Ở bên này có nhà này ông ơi. Đây, qua đây. Nhà này nghĩa là trong này có nhiều đồ này. Đúng rồi. Wow. Ui giời. Ui có tiền. Để tiền thật là linh tinh, đây buồn phiền vì quá nhiều tiền, để cả tiền trên bàn luôn. Lấy. Đấy, ui, tiền vứt trên giường luôn này. Lấy. Nhanh. Trên giường tầng trên không có gì đâu các bạn. Cẩn thận bị phát hiện nhá. Trong tủ lạnh có gì không nhỉ? Không có đồ ăn gì cả. Lấy cả tivi. What? Lấy tivi luôn. Lấy tivi, bê tivi luôn. Sofa này. Sofa. Đúng rồi, em lấy đâu. Ở sofa rách thì chắc không lấy, bán không lấy tiền. Tiền tủ lạnh to quá không lấy được. Đấy, trên này có thang, đi lên. Anh nghĩ trên tầng này có giấu tiền đấy. Bây giờ Thành cứ đạp lên đầu em ấy nhỉ? Em đi kiểu gì đây. Leo trên à? Ui cái gì đây? Này có một cái cần gạt, em có gạt không? Từ. Để anh lên anh kiểm tra cho. Em hơi gà. Đây. Xoay không lên được nhỉ? Nhảy ra ngược lại. Đây. Gạt không? Anh gạt rồi ốc ạ. Anh gạt rồi thì nó có tác dụng gì? Nó anh... mở ra một cái mật thất nữa à? Anh nghĩ là không phải mở ra mật thất mà nó tắt cái laser ở cái kho kia. Rồi. Đúng không? Đúng rồi. Thông minh lắm. Anh nghĩ là thế đấy. Đi cho anh. Để hết chưa? Em lấy hết chưa? Lấy hết rồi, mình mới né đi. Ok, đi vào vườn ngô này, đi vào vườn ngô nó không biết đâu. Đấy, chỗ này là ruộng rồi. Ruộng ngô. Bây giờ tắt đèn đi nó có biết không? Bật đèn này nó biết đấy. Ừ, tắt đèn đi. Đấy, đây nhanh, em đâu rồi? Đây. Chạy thẳng vào nhà kho luôn. Đấy, đi vào đây. Đấy, biết ngay mà, tắt được cái kia mà. Ui, lấy can xăng. Bật đèn lên. Cái gì đây? Cái xanh xanh là cái gì đây? Là cái gói hàng gì ấy? Ờ, gói hàng. Nhưng mà lấy có tiền ấy, cứ lấy đi. Lấy đi. Được 69.000 đô rồi. Được một nửa số tiền đấy các bạn. Bê được gạo không? Không bê được. Lấy chưa? Lấy can xăng chưa? Lấy thùng rồi, lấy tiền đi. Lấy nhiều lắm rồi.
Trên tầng. Còn tầng nữa à? Lên. Còn nữa. Nãy mà tụi mình không tắt cái laser, tụi mình đi vào là laser sẽ quét vào tụi mình là tụi mình đi đấy. Quá chuẩn luôn. Trên đây có gì không ốc? Có, đang là lụm đây. Ui nhiều đồ lắm các bạn ạ. Ui. 130.000, 140.000 đủ chỉ tiêu đâu ơi. Đủ chỉ tiêu à? Nhưng vẫn còn nhiều lắm, em lấy thêm này. Còn nhiều lắm này. Tiền trộm tham lam ốc kìa các bạn. Đủ rồi. Thoát ra khỏi đây đi, về xe ô tô mình đúng không? Ờ, từ có người bên ngoài, sao anh thấy anh đẹp? Có người bên ngoài à? Ngồi đi. Người ta xuống, có vào đây không? Xuống đây, không. Nó làm sao mà biết được mình ở đây, đi chạy. Mình tắt đèn đi đúng không? Chạy ra xe, nhanh lên. Ông ơi! Xe mình đây. Đây rồi. Ê, lâu. Canh gác kiểu gì mà để người ta đi vào lấy hết cả đồ rồi. Yes, vậy là vụ đầu tiên. Hơn 200.000 đô liền. Yeah, bắt tệ. Siêu trộm bên ngoài bác đã lấy được hơn. Tôi đang đi uống trà sữa nhé. 214.000 đô trong 5 phút. Yes. Quá đỉnh luôn. Mời đến. Quá đỉnh, bọn mình đúng là kiểu đỉnh trộm thôi. Rồi ok, chúng ta sẽ đến với nhiệm vụ tiếp theo nha các bạn. Thế là hai tụi mình chỉ làm được một phi vụ đấy thôi. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với phi vụ của riêng B Quý Thành nhá. Yes. Đây, wow. Ê, anh, em nghĩ anh nên chọn cái hôm, cái đầu tiên, nhiệm vụ đầu tiên đi. Bây giờ bọn mình sẽ đi vào một cái nhà người này, chắc là không có ai ở nhà. Bọn mình sẽ vào đây để bọn mình đột nhập nha các bạn. Đây chỉ là game nhá. Game thôi nhá các bạn, game chơi giải trí thôi. Có 50.000 đô thì dễ. Có 50.000 đô và bây giờ thời gian đột nhập của chúng ta là 11 giờ đêm. Gần 11 giờ. Phải rồi. Kiếm được 50.000 đô ở trong cái nhà này. Ok, bắt đầu. Bắt đầu rồi. Đập. Làm gì có chuyện cửa chính mở cho anh đấy. Đúng rồi. Bây giờ mình phải kiếm đi chỗ vào đường cửa sổ hoặc là đường cửa sau. À, sập điện à? Ờ, sập điện. À. Đi. Cái gì đây? Có nhìn con số này là gì? 1 thì là 00. Không hiểu. 1 0,0 2 3,3 3 là 2,1. Ủa alo, chả hiểu gì. Đây rồi, đây cửa sau đây. Cửa sau. Quá rồi. Sao vào được đây ta? Cửa sổ. Chưa trộm được cái gì các bạn. Nhà này có xích đu này. Để anh kiểm tra vòng quanh nhà nào. À. Kéo xuống. Cắt điện. À, đây. Mở gara mình đi vào các bạn ơi. Sao cái nhà này rốt thế? Thật. Mở gara bên ngoài. Ê, thiết kế kiểu gì mở gara bên ngoài khác gì mà trộm đi vào trong nhà. Ui cầm búa làm gì đấy? À, trốn vào đây. À? Trốn được vào đây. Gì vậy? Con mèo của Nét thì ở đây. À, con mèo gì? Đừng đi ra đi. Chủ có nhà không nha? Không biết được, để anh đi vào xem nào. Lấy quả bóng hay không? Không. Không lấy quả bóng. Lấy cái lò vi sóng kìa. Đấy. Ờ, lấy lò vi sóng ấy. Lấy dạ. Cầm dao điên rồi. Cầm dao làm gì? Lấy đồ ăn. Lấy đồ ăn làm gì? Lấy sẵn gì chứ. Tủ lạnh trong có khang khiêng đi được không? Chủ nhà đấy. Ui, sao lại cầm dao này bên cái đỉnh trong kinh quá. Chủ nhà. Lấy cái bình gốm chắc đồ cổ đấy. Rồi. Lấy bồn cầu. Lấy xà bông. Không. Đi ra ngoài đi. Chủ nhà. Lên kìa. Lấy tivi điện bạn. Ui. Ui dồi ôi, tí thì bị chủ nhà biết điện. Chủ nhà cầm súng nữa mà các bạn. À, bình hoa. Đúng rồi. Đèn, bình hoa là đồ cổ lấy được. Đây bình hoa đây nữa này. Lấy hết. Đấy. Lấy rượu. Bình hoa kìa. Lấy. Đấy, cái này là mấy bánh mì lấy được không? Không lấy được. Không lấy được bánh. Ui, lấy cả rượu luôn mà. trộm nỏ rồi. Rượu đắt anh tưởng à. Rượu đắt à? Ờ. Rượu mấy triệu một chai đấy. Oh wow. Đấy, mở, có cách nào mở cửa không? Anh nghĩ là dùng búa lúc nãy là đập được. Búa đâu anh vứt đâu rồi? Anh vứt ở chỗ đoạn này lúc lấy con dao, bây giờ mất búa đâu luôn. Ôi. Kìa nó bắn. Ôi nó bắn anh ơi. Ôi. Yên tâm, chắc chắn sẽ có nhiều đồ luôn. Chủ nhà đấy các bạn. Kệ đi. Cầm súng cực gắt rồi. Vào đây làm gì? Lấy rồi. Bao nhiêu phòng đấy không lấy? Đây ôi giản. Lấy hẳn máy tính luôn. Lấy hết, lấy máy tính tiền luôn các bạn. Thằng tên chủ nhà này là ủa có cái gì trong này ạ? 6574. Đấy, xong phòng bên kia. Cái phòng này có két sắt 6574. Úi chết rồi đây. Chết rồi. Chạy ra, trốn vào tủ. 6574. 6574. Ờ. Két sắt rồi. Mà két sắt rồi. Được két đấy. Bắn nó nửa cây máu được các bạn. Ừ. Ra đi, nó xuống tầng rồi. Nó cạnh ở đấy, nó xuống tầng đó.
Ê rủ đi. Ê, ê ta đây ai? Đi. Ô đây phòng gì đây? Lấy cái bàn không? Lấy iPad. Ui, lấy một cái tablet các bạn. Lấy sách, lấy trần nhà. Hết rồi, bên này anh cũng nghĩ có về hết. Bên phòng này. Ờ lấy được này. Vẫn chưa đủ. Tivi. Tivi, bê luôn tivi luôn. Rồi xong nữa. Rồi nó canh bên kia là sao mà lấy được không? Đúng không? Xiên luôn à? Ôi. Không được các bạn ạ. À. Kiểu gì nó có súng nó bắn nhỏ ngay. Ông kho như thế thì nó biết. Ui toàn đồ vàng nữa này. Dưới này có cái máy tính này. Lấy hết luôn, lấy hết. Mấy cái chai này không lấy được các bạn ạ. TV lấy to. TV 100 inch vẫn bê luôn. Bê luôn hết không tha. Được của nó đấy. Không lấy được cái đèn. Ui gậy bóng chày. Ui gậy bóng chày bằng vàng, đồ cổ đấy ốc ạ. Mới kiếm được 2-3 nghìn thôi. Chắc chắn trong két là còn chắc chắn hết. Ô nó đi rồi, nó đi. Cơ hội đây rồi, cơ hội đây rồi. 6 thôi nó bắn. 6 năm bao nhiêu? Ơ, gần ngọm rồi. Nó bắn thì còn chấm máu đây các bạn ơi. 6 năm bao nhiêu? 6 năm 74 đúng không? Không biết nữa rồi, quên rồi. Canh ở đấy ốc ạ. Còn thiếu mỗi chỗ tiền đấy thôi là chúng ta đủ để chúng ta rời khỏi ngôi nhà này rồi. Cam mà đấy, cay thế nhờ. Kìa, nó xây súng muốn chĩa ra khỏi tường các bạn. Hello, tôi dưới này là hello, đi ra đây đi. Cơ hội. Phòng này. 6574. Cái này chứ. 6. 6. Cái gì đây, không mở được két à? Cái 6574 làm cái gì? Ấn vào được không? Ở đây. Thì đó bấm sai rồi. Anh bấm linh tinh cả thế. Bấm linh tinh xong reset đi. Tên trộm thất bại. Đồ ăn hại. Lại ông ơi. A few moments later. Ôi các bạn ơi, bây giờ tụi mình sẽ thực hiện lại phi vụ ở cái ngôi nhà nhá. Nãy là bị chủ nhà phát hiện các bạn ạ, thật là thất bại. Trời ơi. Đội mũ siêu trộm quá, đâm ra là bụi vải bay vào mũi. Đấy, không thở được. Đấy, làm video khổ thế. Các bạn nhớ bấm like, bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ok. Còn bây giờ mình sẽ đột nhập vào nhà này. Cầm ngay cái búa. Cầm cái búa cũng chả có tác dụng gì đâu. Cầm phòng thân ốc ạ. Và bây giờ là đây có bình hoa, các thứ mình lấy hết luôn các bạn ạ. Lấy cả chai đi rượu luôn. Bê luôn, bê cả máy nướng bánh mì không bê được. Nhà này có vẻ rất mà là giàu. Mấy bức tranh này có bê được không? Mấy bức tranh này có. Đấy, mình biết đấy, quên là không lấy tranh. Hình như là ở đã đủ rồi, tưởng mãi lấy thiếu. Rồi, lấy tranh ấy các bạn. Tranh này kiểu đồ cổ các thứ ấy. Đúng rồi, trong này có cả đầu lâu, nến các kiểu luôn. Lấy bê cả đầu đĩa luôn. Bê cả tivi 100 inch luôn. Lấy gậy bóng chày luôn. Bê chậu hoa. Không lấy chậu hoa. Chậu hoa chẳng có giá trị gì các bạn. Bóng chày bằng vàng ấy. Ờ. Ôi, chủ nhà có đến đây không các bạn nhỉ? Toilet là không có gì rồi. Mình không đi vào toilet làm gì hết. Ok, mình vào đây mình lấy cái. Mấy cái này các bạn. Kìa bên kia có cái tivi kìa. 3252. À, chính là cái mật mã của cái két sắt đấy. Ui, có iPad. iPad lấy luôn. Tài khoản ngân hàng lấy luôn. Thẻ ngân hàng lấy luôn. Đèn không lấy được. Nó phát hiện mình đây không nhỉ? Chắc có đấy. Anh được lấy được một nửa rồi, bê quyết hành ạ. Thế nó đi xuống thì sao? 3252. Ừ. 3 2. Năm ở trên. 5 2. Yes. Vàng hay tiền này. Oh my god. Thôi đùa. Đùa rồi. Chạy ra. Sao đùa đùa? Đùa. Làm quả kết sắt. Ra xe đây. Lên xe.
vẫn được. Yes. Vẫn chạy được. Amazing, good job. Rồi các bạn ơi, vậy là tụi mình đã hoàn thành hai phi vụ trở thành siêu trộm rất là ngớ ngẩn ở trong cái video này. Và đây chỉ là video chơi game để giải trí thôi nha các bạn. Ngoài đời các bạn không được làm này là sai trái, hiểu, mình chơi cho vui thôi. Công an bắt đấy. Đúng rồi, làm đấy là không tốt và công an sẽ bắt các bạn bỏ tù đấy. Đúng rồi, các bạn nhớ nút like video, đăng ký kênh và xem quảng cáo nha. Đúng rồi. Bye bye các bạn.